xò dương nướng mỡ hành nè. Hôm nay thèm hải sản lắm mọi người ơi. Con xò dương thiệt là to, thiệt là mập luôn. Đã lắm. Thường thì khi mà Trúc ăn hải sản á, là Trúc sẽ đi ra cái chỗ bán hải sản tươi sống để Trúc mua, đặc biệt là cái con này nè, mua lúc nó còn sống luôn á. Nhưng mà mấy bữa nay không có thời gian nên là ghé cái quán ốc ở bên vỉa hè đó, mua được cái con này. Thấy nó rất là mập, rất là ngon, nhưng mà kêu người ta là thôi đừng có nướng, để em về em tự nướng. Và bây giờ Trúc vừa nướng xong nè, mời mọi người ăn với Trúc nha. Xò dương nướng mỡ hành. Tất cả cái này là ở quán cho Trúc hết á, chứ Trúc không có chuẩn bị gia vị gì hết á. Nước mắm của họ luôn nè. Nước mắm rất là ngon. Chỗ này Trúc đã ăn rồi. Mời mọi người ăn với Trúc nha. Con sò rất là mập. Một con như vậy Trúc mua là ở cái chỗ đó bán cho Trúc là 40.000 nha mọi người. Con sò này ở chỗ bán người ta đã luộc sơ, sau đó người ta loại bỏ nội tạng rồi. Cái hành nó thơm lắm. Chút bỏ dầu ăn vào trong lò vi sóng, chút đun sôi, xong sau đó chút bỏ hành tươi vào. Cái hành nó vừa chín tới thôi, nó không có bị quá chín nên nó còn cái mùi thơm và ngọt, cái độ ngọt. Trời ơi, đã quá mọi người ơi. Mập ú ù ù luôn á. Kêu người ta cho chút thật nhiều rau răm. Để về trang trí thôi, chứ ăn không có nhiều. Có nước mắm ngon lắm mọi người. Con sò thì thật sự là nó hơi dai, nhưng mà nó ngon lắm, nó ngọt bởi vì nó tươi á. Chút muốn bóc ra chút chấm quá. Ăn vậy mới phê nè. Dai thiệt. Mọi người. Có nhiều người không ăn được hành lá ha. Trúc thì lại thích ăn hành tỏi đâu lắm. Con này là con mập nhất nè mọi người. Chà bá lửa luôn. Đã gì đâu á. Mình cắn ra khó quá nên mình phải nhai một lần. Mà nhai một lần nó to quá. Nướng kiểu này nè, mọi người ăn á, mọi người sẽ nghe được cái độ ngọt của nó. Bởi vì á, khi mình nướng á, cái nước của cái con này nó ra, nó vẫn giữ ở trong cái vỏ. Mình luộc hay cái gì á, thì mình sẽ bị cái nước luộc á, nó làm cho mất cái độ ngọt của con sò. Nhưng mà khi mọi người nướng nè, hoặc là mọi người hấp á, thì mọi người sẽ cảm thấy là cái con sò nó ngọt hơn rất nhiều.
Nó đã tao nói. Hôm nay chỉ biết ăn thôi, không biết nói gì. Trúc mới vừa đi Malai về mọi người. Thật sự rất là thèm luôn á. Trúc đi về hồi lúc 5 giờ mấy chiều. Xong vừa về là Trúc chở mẹ Trúc đi qua nhà chị Trúc. Mấy mẹ con đi ăn với hai đứa cháu nữa, Minh Hùng, Minh Khánh. Sau khi ăn xong á, vẫn còn thèm hải sản. Bởi vì mình đi ăn là ăn dê chứ không có được ăn hải sản, mà mình đang rất là thèm. Thế là mình nói với mẹ là thôi mẹ ơi, ghé cái chỗ này mẹ cho con mua mấy con sò giờ con ăn đi, con thèm quá rồi. Cái kiểu thèm mà không có chờ đợi được nữa, không cưỡng lại được á, là phải ăn liền á. Hồi nãy Trúc nói sao cho mắm ít quá, sợ ăn không đủ á. Nhưng mà vừa y à. Cảm thấy rất là phê. Ngộ quá. Cũng có một con sò. Mà cắn ra thì nhai cho nó giòn, nó đỡ dai hơn. Còn để nguyên con nhai thì nó dai ơi là dai. Cái này chắc ở tiệm nếu mà người ta nướng xong á, người ta phải cắt nhỏ nhỏ ra nữa cho khách mới dễ ăn. Còn mình thì hơi bá đạo, mình quất nguyên một con. Vừa ngon vừa đẹp vừa hết luôn. Một quán ăn đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà đã làm cho Trúc đã cái cơn thèm hải sản trong những ngày qua. Hy vọng là mọi người khi mà xem video này thì cái bữa tối của mọi người cũng sẽ ngon miệng hơn ha. Và nếu ai đó cũng đang ăn cái món sò dương này thì hãy comment cho Trúc biết ha. Cảm ơn mọi người vì đã luôn xem những cái video của Trúc cũng như là cho Trúc những cái gợi ý về những cái món ăn. Trúc xin lỗi là thời gian qua là bận việc quá nên là không có trả lời những cái bình luận của mọi người được. Trúc sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để chúng ta cùng trò chuyện tâm sự với nhau ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai 7:30 nha. Bye bye mọi người.